chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của báo Giang Online, số 227 từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 6, gồm có những tin chính như sau. Trình Thủ tướng cho phép đệ trình UNESCO công nhận lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là di sản văn hóa thế giới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định cán bộ. Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập kỳ họp lần thứ 14 bất thường. Biểu dương gương người tốt việc tốt phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020, cụm thi đua khối cảnh sát nhân dân. Đảng bộ văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đại hội đảng viên lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. Phát hiện xe ô tô tải chở 490kg chân heo đông lạnh không hóa đơn chứng từ. Trong tuần, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các bộ ngành địa phương lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể đối với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam An Giang và Mường Mo tỉnh Hòa Bình để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, được thực hiện theo nghi thức truyền thống gồm lễ phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và hai vị phu nhân, lễ túc yết, lễ xây chầu, lễ chánh tế và lễ hồi sắc. Năm 2001, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được Bộ Văn hóa thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Từ đó, ngoài phần lễ truyền thống, phần hội được tổ chức sôi nổi với các chương trình sân khấu hóa, tuần lễ văn hóa thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn văn nghệ dân tộc, múa lân sư rồng, vân vân, phục vụ nhân dân và du khách. Ngày 19 tháng 12, 2014, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống. Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với các đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cụ thể, điều động đồng chí Trần Văn Gan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tỉnh Biên về nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nhiệm vụ cụ thể do trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân công. Điều động chỉ định đồng chí Phan Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy tỉnh Biên nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Từ Thanh Khiết, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia ban chấp hành ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2015-2020. Điều động bổ nhiệm đồng chí Trình Lam Sinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tỉnh Biên, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Điều động đồng chí Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh. Đồng chí Đinh Văn To, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông An Giang, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Điều động chỉ định đồng chí Lê Bích Phượng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú tham gia Đảng đoàn, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dệ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải An Giang tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Tân Châu nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Hòa Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy An Phú nhiệm kỳ 2015-2020. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Lên, quyền Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Bổ nhiệm lại đồng chí Võ Thanh Tráng, giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Diền giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo. Đồng chí Nguyễn Trọng Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Đồng chí Phạm Trung Lương giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Đồng chí Đào Thị Dạ Thảo giữ chức Phó Tổng biên tập Báo An Giang. Đồng chí Nguyễn Thành Tính giữ chức Phó Tổng biên tập Báo An Giang. Đồng chí Trần Minh Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng và Khu vực Phát triển Đô thị An Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Minh Phong, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh, đồng chí Võ Thị Nhiệm, phó giám đốc Sở Ngoại vụ, đồng chí Trịnh Hữu Thọ, phó giám đốc Sở Y tế,
đồng chí Lữ Cẩm Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Phan Lợi, Phó Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí La Phước Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Quỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xây lắp An Giang đối với đồng chí Phan Văn Nhàn cho đến hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp theo quy định trong năm 2020. Trong tuần, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 14 bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp sẽ được khai mạc lúc 9 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Tại kỳ họp, sẽ thông qua các tờ trình theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm tờ trình ban hành nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 02 ngày 5 tháng 5 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh An Giang. Tờ trình về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh An Giang. Trong tuần, Công an An Giang tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt, phong trào thi đua về an ninh tổ quốc giai đoạn 2015-2020, cụm thi đua khối cảnh sát nhân dân. Giai đoạn 2015-2020, cụm thi đua khối cảnh sát nhân dân gồm 13 đơn vị đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác, tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, quán triệt, phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia hưởng ứng, nhất là các đợt thi đua tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Các đơn vị đã đấu tranh triệt xóa 6.245 vụ tệ nạn xã hội liên quan 22.517 đối tượng, bắt giữ 514 vụ buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, liên quan 267 đối tượng, với tổng trị giá tài sản khoảng 65,375 tỷ đồng. Phối hợp công an các địa phương đấu tranh và khởi tố 91 vụ liên quan 194 bị can, vân vân. Với những kết quả đạt được, đã có 12 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và Cụm trưởng Cụm thi đua Khối Cảnh sát Nhân dân trao tặng kỷ niệm chương biểu dương tại hội nghị. Trong tuần, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức đại hội đảng viên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bảo Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao công tác quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình công tác của tỉnh, đảm bảo thực hiện các đầu công việc đúng thời gian quy định, mang tính khả thi cao. Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương và lãnh đạo tỉnh giao, phấn đấu giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 90% trở lên. Cùng với đó, sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu kịp thời cho Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh những giải pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các chương trình, kế hoạch, dự án quan trọng đạt hiệu quả. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, vân vân. Trong tuần, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức lễ phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. Với chủ đề Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và An Giang điểm đến an toàn thân thiện, lễ phát động đã trình chiếu video clip giới thiệu về du lịch An Giang, thực hiện nghi thức phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa. Thông qua chương trình nhằm quảng bá các chương trình kích cầu thu hút du khách đến An Giang. Một trong những điểm hấp dẫn đáng chú ý là chương trình biểu diễn hiệu ứng ánh sáng trống và chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong tuần, đội quản lý thị trường số 1 đã bắt quả tang ô tô tải biển kiểm soát 67C08987 do Lê Phương Bình sinh năm 1988 điều khiển, đang đậu trên lề đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, chở nhiều hàng hóa không có đơn chứng từ. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe có 490 kg chân heo đông lạnh, xuất xứ Pháp, ngày sản xuất 4/12/2019, hàng sử dụng 6/12/2020, không có hóa đơn chứng từ. 310 kg vải polyester pha K4464, loại 24 kg một cây, xuất xứ Trung Quốc, có nhãn phụ kèm theo, không có hóa đơn chứng từ. Và 1.108 kg vải polyester không có nhãn hàng hóa, chưa xác định được xuất xứ hàng hóa. Có hóa đơn số 00000661 ngày 8 tháng 6 2020 kèm theo.
đội quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Chương trình điểm tin 24/7 của Báo Giao Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.